Xin chào mọi người, vừa rồi mọi người vừa nhìn thấy những cái hình ảnh của chiếc máy Suvi. Đây, trên tay mình đây là chiếc máy Suvi, một thiết bị nấu rất là nhỏ gọn. Và hôm nay thì mình sẽ làm một video về cái máy Suvi này. Thì trước tiên thì chúng ta hãy nói về Suvi. Vậy thì Suvi là gì? Suvi được biết đến là một cái kỹ thuật nấu ăn có lịch sử rất là lâu đời rồi. Tuy nhiên thì nó chỉ được áp dụng phổ biến trong những năm gần đây. Hiểu nôm na thì sous vide là một phương pháp nấu chậm trong môi trường chân không. Thực phẩm được hút chân không và được nấu trong bồn chứa nước. Và cái máy sous vide này nó sẽ hít, nó sẽ làm nóng nước ở nhiệt độ thích hợp theo mình cài đặt. Vậy thì cái kỹ thuật nấu sous vide nó được thực hiện như thế nào? Và những ưu điểm gì khi áp dụng phương pháp nấu sous vide? Thì cái lợi ích của máy sous vide này nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái thực phẩm được nấu rất là đều, chín đều từ bên trong ra bên ngoài và không có sự khác biệt gì lắm với vỏ thực phẩm và cái lõi bên trong của thực phẩm. Thì đem lại cái độ chín rất là hoàn hảo và giữ được cái dinh dưỡng nhiều nhất trong thực phẩm, cũng như là cái màu sắc lẫn hình dạng của thực phẩm thì nó sẽ dễ dàng hơn trong cái quá trình trình bày món ăn và phục vụ, nó sẽ trở nên đẹp mắt hơn. Nhưng có một cái nhược điểm của cái máy này, đấy là vì nó là phương pháp nấu chậm nên là thời gian của nấu của cái phương pháp này nó sẽ kéo dài hơn những cái phương pháp thông thường. Và hôm nay thì mình sẽ nấu sous vide với rẻ sườn cừu, một cái nguyên liệu mà mình khá là yêu thích. Mời các bạn vào bếp của mình nhá. Thì để sous vide thì chúng ta cần cái túi zip. Thường thường thì chúng ta sẽ dùng túi hút chân không, nhưng mà nếu không có túi hút chân không thì chúng ta sẽ làm theo cách của mình ở dưới đây. Để sous vide thì chúng ta vẫn gia vị bình thường. Ở đây mình sẽ sous vide 3 miếng rẻ sườn cừu này, và 2 miếng này mình sẽ không sous vide và sẽ dán trực tiếp trên chảo để thấy cái sự khác biệt giữa sous vide và không sous vide. Đầu tiên mình sẽ muối tiêu. Mình sẽ cho thêm lá rosemary. Lá này rất là thơm, nó sẽ rất là hợp với cừu vì nó át được cái mùi hơi hoi hoi của cừu đi. Thì mình sẽ cho vào đây. Máy sous vide mình đã set up rồi và nó đã hít cái nước này lên đến 60 độ, đúng như cái nhiệt độ mà mình mong muốn rồi. Thì bây giờ mình sẽ bật lên và đóng gói cái rẻ sườn cừu này vào túi và cùng với bơ, rồi mình sẽ cúc, mình sẽ nấu. Rất đơn giản thôi, cái này không có gì là phức tạp cả. Mình sẽ cho rẻ sườn cừu vào. Và rẻ. Cho thêm tỏi vào. Như thế này. Và bây giờ thì để lấy hết cái không khí ở trong này ra thì mình sẽ dùng cái này xuống nước này. Dùng xuống nước. Cái nước này nó sẽ đẩy hết không khí ở trong cái túi zip này ra. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy nó sẽ đẩy hết cái không khí trong túi zip ra. Và sau đấy là mình sẽ zip lại. Đấy. Cái không khí ở trong cái túi zip này đã không còn nữa, và hầu như là cái môi trường ở trong cái túi này là môi trường chân không rồi. Đấy, mình sẽ dùng xuống đây một chút nữa cho bơ nó chảy ra để con nhìn rất là ngon.
đây là cái sườn rẻ sườn cừu mà mình đã vừa đóng chân không mà không cần máy vacuum, máy hút chân không. Thì nếu ở nhà các bạn có cần cái giải pháp hút chân không ra, hút không khí ở trong túi để bảo quản nguyên liệu tốt hơn thì mọi người cũng có thể làm theo phương pháp vừa rồi của mình. Thì đây là 3 miếng rẻ sườn cừu đã được bao phủ bởi bơ, lá rose, lá hương thảo, lá rosemary và tỏi lẫn gia vị. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái máy này ở nhiệt độ 60 độ C. Thì mọi người có thể thấy là cái rẻ sườn cừu này nó đã được ngập trong nước và cái máy này nó sẽ giúp cho cái lượng nước này luôn luôn ổn định ở nhiệt độ 60 độ C. Mình sẽ ăn 12 phút cho mấy miếng cừu này. Mình sẽ sous vide thêm một chút khoai và mấy quả trứng nữa. Với cái phương pháp sous vide này thì chúng ta có thể sous vide dường như tất cả mọi thứ, từ rau củ quả, cá, bò, lợn, gà, chúng ta đều có thể sử dụng phương pháp sous vide này được hết. Ngoài cái cách sous vide bằng máy này ra thì có một cái cách mà mọi người cũng khá là hay dùng, đấy là mọi người hay dùng cái thùng đá. Thì cái thùng đá giữ nhiệt khá là tốt, nhưng mà để duy trì được cái nguồn nhiệt ổn định, ví dụ như mọi người muốn duy trì một cái nguồn nhiệt 60 độ ở trong thùng đá thì nó sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Mọi người sẽ phải kiểm tra nhiệt độ nước ở trong thùng đá đấy thường xuyên, và nếu nhiệt độ hạ xuống thì mọi người phải rội thêm nước nóng vào. Thì đấy cũng là một cách nấu thực phẩm đúng như nhiệt độ mình mong muốn, nhưng mà mọi người phải kiểm soát nó nhiều hơn là với cái máy này. Thì những cái máy móc nó đem lại sự tiện lợi và nó làm cho công việc làm bếp trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì đấy là vì sao mà cái máy này lại được rất nhiều các đầu bếp yêu thích sử dụng, cũng như là đem lại một cái hiệu năng cực kỳ tuyệt vời. Sau lúc mà cái máy sous vide này nó hoạt động thì mình sẽ dán hai cái miếng sườn cừu này lên, để tí nữa mình sẽ so sánh cái sự khác biệt giữa cái máy sous vide, máy nấu chân không này, và cái cách nấu truyền thống của chúng ta, thì xem cái sự khác biệt nó sẽ như thế nào nhé. Ok rồi mọi người ơi, bây giờ mình và Quân sẽ ăn thử nhá. Thì đây là ba cái phần cừu. Phần này là phần được sous vide này, nhưng mà sẽ không xia qua, để nguyên thì nó khá là trắng này. Này xia thì nó sẽ lên màu hơn. Thì em nhìn thì hai phần đã được xia lên rồi thì màu sắc có gì khác nhau? Em thấy thì nó không có quá nhiều khác biệt, hai loại giống nhau. Chỉ có phần không xia lên thì ở giữa này, cái miếng không xia ở giữa đây thì nó khác biệt hoàn toàn đúng không? Nó trắng. Còn hai phần này thì nếu mà nhìn không để ý thì sẽ không biết phần nào đã được sous vide rồi mọi người ạ. Thì bây giờ mình và Quân sẽ ăn thử nhá. Đầu tiên là mình sẽ ăn thử miếng không sous vide nhá. Miếng không được sous vide xem là thế nào nhá. Đấy. Ok. Và mình sẽ cắt luôn miếng sous vide nhá. Đây là miếng không xia này. Đây là miếng sous vide mọi người ạ. Thì cũng có thể nhìn thấy cái sự khác biệt giữa miếng sous vide và miếng không sous vide. Thì em thấy sự khác biệt gì không Quân? Khi miếng em cảm nhận là miếng được sous vide thì nó bên trong nó khá là ẩm ướt. Ẩm ướt đúng không? Miếng này cũng ẩm ướt. Cũng ẩm ướt, nhưng mà tại nó không sous vide mà mình xia lên nhiệt cao thì ở rìa ngoài nó khá là đấy. Nó
cái phần lõi thì không khác gì gì nhiều lắm, nhưng mà cái phần rìa đúng không em? Cái phần rìa này nó được chín thấu và bên trong nó chín đậm hơn, chín như gần như well done rồi đúng không? Nhưng cái miếng kiều này này, đấy, nó đều nhau đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ em muốn ăn thử phần nào trước, phần sous vide không sous vide trước nhá. Ok anh. Ok, mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Nhìn rất hấp dẫn đấy. Thì em thấy thế nào? Khá ổn đấy mọi người. Vẫn giữ được độ ngọt. Nói chung là rất là tuyệt đấy. Bây giờ sẽ ăn thử sang miếng sous vide nhá. Em thấy miếng sous vide nó khác biệt gì không? Miếng kiều được nấu sous vide quá rất hoàn hảo anh ạ. Đó, nó khác biệt hẳn những cái miếng này luôn. Cái phần rìa ấy, mọi người có thể để ý cái phần rìa đó. Ok. Miếng kiều sous vide ấy, nó rất là mềm và nó giữ được cái độ ngọt nhất định. Cái miếng này cũng khá là hoàn hảo rồi, nhưng mà nó không được cái độ mềm và ngọt như cái miếng kiều sous vide. Miếng kiều sous vide rất là thơm mọi người ạ. Tại vì nó được tẩm ướp trong lá thơm này, lá hương thảo này và bơ tỏi, nên là nó cái gia vị nó ngấm vào trong rất là nhiều đúng không? Và mình nghĩ là một phần nữa là nó đã nấu trong một thời gian là lâu dài, hơn. Lâu hơn thì nó sẽ được ngấm được nhiều gia vị hơn, đúng thơm không? Hơn đúng không? Theo em thì em thích cái cách nấu nào hơn? Em thích phương pháp nấu sous vide hơn. Và khi mà mình không xia lên ấy, đây là miếng kiều mà sous vide nhưng mà mình không xia lên nhá, thì ăn thì nó vẫn giữ được cái độ ngọt, nhưng mà em thử ăn thử xem cái miếng kiều không sous vide này, nó không được dán lên nên nó mất cái độ giòn thơm cháy ở bên ngoài, thì em thử ăn xem nó thế nào. Nó vẫn còn giữ được ngọt, nó vẫn ngọt thơm, nhưng mà em vẫn thích cái độ giòn ở khi được xia hơn. Ừ, đúng không? Tại vì xia lên thì nó đã ngọt rồi, nhưng mà mình xia rất nhanh thì nó sẽ tạo lên một cái hương vị cháy xém ở bên ngoài, và nó có vị hoai khói hơn, vị bơ hơn, thì xia lên nó vẫn tối ưu hơn. Nếu mà mình chỉ sous vide không thôi và không xia lên thì anh không thích ăn cái phần nếu mà sous vide mà không xia lên đúng không? Chắc chắn rồi. Thì bây giờ giữa không xia, không sous vide và sous vide mà không xia và xia sau khi sous vide thì em chọn phần nào? Chắc chắn là sẽ là sous vide và xia luôn. Thì đấy, thì nó thay vì mình chỉ rán không thôi, thì trước khi rán mình sous vide qua thời gian để cho thực phẩm chín đều, và sau đấy mình xia qua rất là nhanh, thì mình rán qua rất là nhanh bằng bơ tỏi và lá thơm, thì đã sẽ tăng thêm rất là nhiều cái hương vị. Thì đấy là một cái cách nấu cầu kỳ hơn, phức tạp hơn, và dường như nó lên một cái level khác hẳn so với mình chỉ rán không thôi. Thì thế thôi, có lẽ là video của anh em mình sẽ được kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của hai em mình nhá. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo nhá.